Ngày 26 tháng 5, công ty Ferrero France, chi nhánh tại Pháp của tập đoàn bánh kẹo Ferrero, cho biết hơn 3.000 tấn sản phẩm nhãn hiệu Kinder đã bị thu hồi khỏi thị trường do lo ngại nhiễm khuẩn Salmonella. Đây là được thu hồi lớn nhất trong 20 năm qua, khiến tập đoàn này bị thiệt hại hàng chục triệu euro. Theo công ty, mầm bệnh bắt nguồn từ một bộ lọc nằm trong bị chứa bơ sữa tại một nhà máy ở Arlon, Bỉ. Nguyên nhân nhiễm khuẩn có thể do con người hoặc nguyên liệu thô. Trước đó, các sản phẩm sô-cô-la được sản xuất tại nhà máy này bị phát hiện chứa vi khuẩn Salmonella, khiến 150 trẻ em ở chính quốc gia châu Âu bị nhiễm khuẩn. Vi khuẩn Salmonella có thể gây các triệu chứng như tiêu chảy, sốt và đau dạ dày ở người. Đây là một trong những loại vi khuẩn nhiễm phổ biến nhất ở thực phẩm. Việc đóng cửa nhà máy và những lo ngại về sức khỏe đã dán đòn mạnh vào đế chế Ferrero nổi tiếng khi sự việc xảy ra vào đúng dịp lễ phục sinh, giai đoạn cao điểm về tiêu thụ sô-cô-la Kinder tại các siêu thị tuy nhiên tập đoàn hy vọng nhà máy sớm có thể hoạt động trở lại trong thời gian tới sau khi hoàn thành các cuộc kiểm tra y tế và an toàn thực phẩm